Rồi trong phần này có video đó Thuận muốn dành thời gian để mà Tâm sự với các bạn một chút Chia sẻ một số kinh nghiệm liên quan tới lưu trữ tiền trong ví chưa lạnh gần đây chúng ta thấy có một số bài viết như là cái bài viết này các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, là bài viết cách đây cũng vài tuần rồi đầu năm thì có một người đây là một developer các bạn một người lập trình của bitcoin core thì các bạn đã biết đây một người lập trình của bitcoin core thì sẽ hiểu rất nhiều về cái hoạt động của bitcoin như thế nào nhưng mà người này đó thì nói là mặc dù đây là một người mà rất cẩn thận để mà lưu trữ tiền của mình trong ví chữ lạnh nhưng mà không biết tại sao à, lại bị mất tiền trong ví chữ lạnh đương nhiên khi mà lên trên thì nói như vậy đó thì có rất nhiều người quan tâm tại sao lại có thể mất tiền cho bí chữ lạnh được tại vì bí chữ lạnh là cái cách lưu trữ an toàn nhất mà chúng ta biết hiện bây giờ sau này có cái nào an toàn hơi không thì chúng ta không biết nhưng mà so sánh với lại ví nóng so sánh với lại ví giấy so sánh với lại để trên sàn thì hiện bây giờ ví chữ lạnh là cái cách lưu trữ an toàn nhất mà chúng ta biết thì tại sao lại bị mất tiền có rất nhiều người đã comment ở bên dưới cái thuyết này đến từ Luke Dash Jr. Các bạn, các bạn thấy đây là một cái thuyết đó khiến cho rất là nhiều người quan tâm. Nhưng mà Thuận đọc rất nhiều những cái phản hồi. Thì cuối cùng nữa Thuận ra kết luận là người này không có lưu trữ cái ví chữ lạnh của mình à, bảo quản 24 ký tự một cái cách nó gọi là đơn giản và cái cách an toàn mà dù một cách khác các bạn và chúng ta sẽ thấy đây cũng là một trong những cái điểm chung của một số người khi mà họ nói là họ bị mất tiền trong ví chữ lạnh để thường chia sẻ thêm chi tiết với các bạn thì lúc dash junior sau khi mà có nhiều người hỏi là tại sao mà có thể mất tiền trong ví chữ lạnh được có phải là anh đã để lộ 24 ký tự hay gì đó thì lúc dash junior thường cảm thấy cũng không có trả lời một cách rõ ràng nhưng mà cuối cùng qua nhiều câu hỏi thì thuần rút ra được là Luke Dash Junior là một developer cho nên để dùng một cách là thay vì các bạn lưu chữ hai bốn ký tự viết bằng tay xuống tờ giấy rồi các bạn lưu chữ cái tờ giấy đó thì Luke Dash Junior đã không làm như vậy mà dùng cái sự hiểu biết của mình liên quan lập trình ấy, mã hóa hai bốn ký tự đó rồi để trên một cái server hay là một cái lập trình riêng gì của Luke Dash Junior thì đương nhiên lúc Junior cũng không có rõ là tại sao mà có thể có người đột nhập vào để lấy 24 ký tự được nhưng mà trên căn bản đó thì cái mà thùng rút ra được là cái mấu chốt của tại sao mà Lucas Junior bị lấy cắp tiền khi mà dùng với chữ lạnh tại vì hai muốn ký tự đó đã ở trên mạng một cách nào đó khiến cho con người nào đó có thể là hát được và có thể lấy được hai bốn ký tự và cuối cùng đã bị lấy mất đi 3,6 triệu BTC Người kế tiếp đó là một người gần đây chia sẻ cũng trên Twitter các bạn Đây là cái bài được chia sẻ cách đây 10 ngày bởi NFT God Thì đây là một người mà theo thường hiểu là lưu trữ rất nhiều NFT Nhưng mà sau khi lên trên cái ví Mì của mình Thì đã biết là tất cả NFT đó của mình đã bị người ta lấy cắp hết rồi Mặc dù người này dùng ví chữ lạnh Thì một lần nữa cộng đồng lại xôn xao lên Nếu như dùng ví chữ lạnh thì tại sao mà lại bị mất như vậy Thì các bạn sẽ được là đọc một hồi đó thì mới biết bên dưới này chúng ta đã hiểu rõ hơn cũng giống như là Luke Dash Jr. người này đã không có lưu trữ cái ví chữa lạnh cái cách an toàn và đơn giản nhất mà lại làm một cách khác các bạn người này nói là khi mà kết nối cái ví Ledger để mà sử dụng cái ví MetaMask thì thay vì là setup cái ví ledger Như là một cái ví lạnh Nên thì người này đã lỡ setup như là một cái ví nóng Thì mọi người nói là cái này cũng không rõ ràng Setup một cái ví lạnh như ví nóng là sao Tại vì khi mà các bạn sử dụng cái ví ledger Thì nó là cái ví lạnh rồi Thì cuối cùng mới hiểu được là NFT God đã lấy 24 ký tự Nhập vào trong ví Metamask các bạn Thì coi như là các bạn đã sử dụng Cái ví Metamask như ví nóng rồi Tại vì cái mà cái ví chữ lạnh bảo vệ Đó chính là cái 24 ký tự của các bạn Đó chính là cái khóa cá nhân của các bạn Nó nằm trong ví và không có trên mạng và không ai có thể biết được các bạn mỗi lần mà sử dụng nó phải cần cái máy cắm vào hơi phiền phức một chút nhưng mà nó an toàn tại vì các bạn phải cắm cái máy vào các bạn phải dùng cái máy vật thể để mà xác nhận giao dịch thì nó mới cho giao dịch thông qua được thì đương nhiên nó sẽ phiền phức nhưng mà an toàn hơn nhưng mà cái khóa cá nhân thì mãi mãi nằm trong cái ví lạnh cho bạn nhưng mà người này đó thì lại để khóa cá nhân của mình trực tiếp vào trong ví nóng vào trong MetaMask để sử dụng dễ dàng hơn thì đương nhiên nếu làm gì đây thì đâu cần phải dùng ví lạnh nữa các bạn nó trở thành một cái ví nóng rồi cho nên ai đó đã hack được cái máy vi tính người này và sau đó dùng MetaMask và sau đó tự ký những giao dịch và chuyển NFT ra chỗ khác thì cái mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó là có thể là các bạn nghĩ có một cách nào đó an toàn hơn để mà lưu trữ hai bốn ký tự khi các bạn có ví chứa lạnh nhưng mà thật ra cách an toàn nhất là cách mà chia sẻ với các bạn đó chính là tự viết xuống để thường chia sẻ một số những cái kinh nghiệm với các bạn một lát nữa để các bạn hiểu rõ hơn chứ còn các bạn nghĩ là có một cách nào đó nó an toàn hơn như là lưu trữ trong một cái server bí mật gì đó hay là à, lưu trữ trong một cái file kín ở đâu đó thì à, các bạn hiểu đó là những cái mà sẽ dẫn đến rủi ro cho các bạn và đương nhiên có một số người đó thì họ cũng lưu trữ hai bốn ký tự ở trong LastPass các bạn LastPass là một cái công ty mà các bạn có thể dùng để mà lưu trữ những cái mật mã của mình Là một những công ty mà được rất nhiều sử dụng cho nó cũng thường nữa các bạn Nhưng mà đáng tiếc thì LastPass cũng đã bị hack Đây là cái điều mà nhiều người trước đây cho là không thể xảy ra Và cho dù là LastPass cứ bị hack đi nữa Thì người mà hack cũng không thể nào mà mở được những cái file của LastPass Tại vì đã được mã hóa nhưng mà Thực tế đó, cuối cùng cho là biết là LastPass đã phạm nhiều sai lầm và hoàn toàn có thể là những tài liệu của những bài nào mà sử last LastPass đã bị người ta mở ra rồi. Cho nên có một số người nghĩ là lưu trữ khóa cá nhân ở trong LastPass là cái cách đơn giản nhất và nó an toàn nhất. Thật ra không phải đó các bạn. Cuối cùng đó, đó là một cách hoàn toàn không có an toàn. Nói chung đó, thì 24 ký tự rất là quan trọng khi các bạn sử dụng ví chữ lạnh các bạn chỉ nên lưu ra ngoài và giữ gìn cẩn thận không nên lưu trữ bất cứ một cái bản 24 ký tự nào liên quan tới điện tử hết không nên chụp hình lại không nên dùng máy vi tính để gõ 24 ký tự để lưu lại bất cứ nơi nào cho dù các bạn nghĩ đó là cái nơi an toàn nhất nhưng mà miễn là có một phiên bản điện tử nào thì sẽ có người có thể lấy được các bạn nếu bị mất đó hoặc mà bị hacker lấy đó thì bạn sẽ mất tất cả tuyệt đối không chia sẻ cho ai kể cả ledger ledger sẽ mãi mãi không bao giờ hỏi các bạn hai bốn ký tự đó là gì các bạn nên chú ý check cái ví chính hãng bằng cách là vào ledger live và có video hướng dẫn thì sẽ để ở bên dưới cái video này các bạn nên hiểu là ví chứa lạnh chỉ nên là thiết bị lưu trữ mà thôi Crypto của bạn chỉ nên lưu trữ ở mạng chính Ví dụ như là Bitcoin thì chỉ nên lưu trữ ở mạng BTC Không nên dùng ở những mạng lưới khác để mà lưu trữ BTC Tại vì những cái Bitcoin ở trên những mạng lưới khác đó Nó không phải là Bitcoin thực sự Nó chỉ là một cái đồng thế chấp mà thôi Một cái đồng thay thế chứ không phải là đồng thực sự Đã có nhiều bạn bị hack thông qua các kênh như là Swap Lưu trữ Bitcoin đó thông qua smart contract Vào những trang web giả mạo Cho nên các bạn nên lưu ý và các bạn chỉ nên download Cái Ledger Live, có nghĩa là cái phần mềm để mà sử dụng vì Ledger từ trang chủ của công ty Ledger đó chính là Ledger.com không phải bất cứ nơi nào khác Và đương nhiên bạn sẽ là người chịu trách nhiệm nếu tài sản của bạn bị hack Đó giống như là tiền mặt thì các bạn Tiền trong ví dụ lạnh các bạn rất là giống như tiền mặt Nếu như các bạn bị ai đó lấy tiền mặt rồi thì không ai có thể đợi được các bạn Nhưng mà ngược lại tiền trong túi các bạn tiền mặt nên thì các bạn là người mà hoàn toàn có quyền kiểm soát nó không có dựa bởi cứ đơn vị thứ ba nào các bạn không sợ bị đóng băng các bạn không sợ bị sàn lấy mất đi hay là các bạn không sợ bất cứ một sự cố nào nhưng mà đương nhiên các bạn có quyền kiểm soát cao thì các bạn cũng phải có trách nhiệm cao để mà lưu trữ cái số tiền đó và để thường chia sẻ thêm một số những kinh nghiệm mà thường rút ra được khi mà sử dụng ví chữ lạnh trong vòng năm sáu năm qua thứ nhất là các bạn nên nghĩ crypto trong ví lạnh như là tiền mặt crypto trên sàn như là để trong ngân hàng mà không có bảo hiểm nếu như mà bạn mất tiền mặt không ai có thể giúp bạn được như thường vừa chia sẻ Thứ nhì, các bạn nên viết xuống 24 ký tự bằng tay, không nên chụp hình lại hay là lưu lại với bất cứ hình thức điện tử nào và không nên đánh chữ rồi in ra. Tại vì sao? Tại vì mình các bạn có thể bị hát một số những cái bên mắc tiền hay là những cái bên uh, là sử dụng trong những cái công ty đó thì có bộ nhớ các bạn cho nên các bạn có thể bấm cái nút mà in thêm một văn bản nữa tại sao nó lại có thể tự in ra thêm một văn bản nữa tại vì có bộ nhớ lưu lại thì đương nhiên các bạn không có muốn là máy in lưu lại hai bốn ký tự cho nên các bạn không nên in ra mà chỉ nên viết xuống mà thôi và khi viết xuống đó thì một chiến lược là viết thêm một chữ nữa hay là đổi vị trí các chữ lỡ như ai đó mà lấy được tờ giấy đó thì cũng không làm gì được bạn vì chỉ bạn mới biết là cái chữ mà các bạn ghi thêm là ở đâu và các bạn có thay đổi vị trí chữ nào hay là không lỡ như mà các bạn có ai đó tới nhà mà lỡ như thấy được hai bốn ký tự mà người ta chụp lại rồi thì nhà để người ta lấy tiền các bạn nó cũng không được tại vì khi người ta đẩy theo cái thứ tự thì sẽ không có vào được tại vì các bạn đã thay đổi vị trí rồi đó là điều rất quan trọng và các bạn không nên nghĩ đến lưu trữ hai bản copy trở lên của hai bốn ký tự và các bạn để những nơi khác nhau các bạn hãy nghĩ như thế này nếu các bạn đi du lịch nhưng mà nhà các bạn bị cháy, bị lũ đục, bị động đất à, mà bạn không dời kịp thì các bạn sẽ tính như thế nào? Nếu các bạn chỉ có một phiên bản hai bốn ký tự duy nhất mà thôi thứ năm nên có nhiều ví lạnh lỡ như bị hư mà bạn cần gấp đó thì có ví thay ngay và cuối cùng khi các bạn có nhiều ví lạnh đó, thì các bạn cũng nên để một số ít crypto và một cái ví riêng các bạn hãy nghĩ đi người ta đột nhập vào nhà bạn rồi đe dọa bạn để lấy cái ví lạnh bạn đã có sẵn một cái ví giả để mà giao cho người ta thì Thùng cũng đã làm những video chi tiết hơn trả lời rất nhiều câu hỏi của các bạn trong thời gian qua về ví chữ lạnh Có một cái playlist Thùng sẽ để cái link playlist ở dưới cái video này Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm về ví chữ lạnh có thể xem cái playlist đó Và đây những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn đi qua đến ví chữ lạnh Thùng thấy là có nhiều bạn cũng có nhiều thắc mắc và Thùng cũng có một số kinh nghiệm Thùng cũng muốn truyền tải đến để các bạn có thêm một cái thông tin Làm sao để có thể lưu trữ ví lạnh một cách an toàn hơn và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là sàn OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa, nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi

I ain't playing. Gotta...